Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 11 tháng 7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, đã có thông tin về tình hình bệnh bạch hầu trên địa bàn thành phố. Ông Tâm cho biết, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới nào. Ca bệnh bạch hầu gần đây nhất xuất hiện tại thành phố là vào năm 2020. Tuy nhiên, ông Tâm cũng cho biết, nguy cơ lan truyền bệnh bạch hầu đến thành phố Hồ Chí Minh là có thể xảy ra do thành phố có mật độ dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi và thường xuyên đón du khách, người lao động từ các tỉnh khác tới. Cũng theo ông Tâm, khả năng mắc và lây lan còn phụ thuộc vào mức độ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu. Người dân có thể chủ động phòng chống bệnh bằng cách tiêm chủng. Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng càng cao, khả năng mắc và lây lan bệnh càng thấp. Ông Tâm cho biết thêm, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng, vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh bạch hầu lây lan nhanh và có khả năng tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Khi khởi phát bệnh, người bệnh có các triệu chứng đau họng, ho, sốt, khó thở mệt mỏi, chán ăn. Những biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu có thể dẫn đến tử vong do những giả mạc làm tắt đường thở hoặc biến chứng suy tim, suy đa cơ quan và biến chứng về thần kinh. Tuy nhiên, ông Tâm khẳng định hiện bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Người dân nên tiêm vaccine đầy đủ, với người lớn nếu thấy cần thiết vẫn có thể tiêm nhắc. Vaccine phòng ngừa bạch hầu cũng khá hiệu quả và an toàn. Hiện vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu có đầy đủ ở các cơ sở tiêm chủng và có rất nhiều loại vaccine. Sáng 11 tháng 7, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết, hiện nay thanh tra sở vẫn đang tiếp tục thanh tra các huấn luyện viên U15, U17, U19, U21 để làm rõ các thông tin liên quan đến việc quản lý đội bóng. Trong đó, một huấn luyện viên U19 đã bị tạm đình chỉ công tác. Thanh tra sở sớm có kết luận thanh tra về thông tin liên quan đến việc giữ thẻ ATM của các cầu thủ. Đây là vụ việc nghiêm trọng quan điểm của sở là phải làm thật nghiêm minh, xử lý đến nơi đến chốn và không bao che cho các sai phạm. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa cho biết, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Đạo, huấn luyện viên đội U19 Khánh Hòa từ ngày mùng 9 tháng 7 theo kiến nghị của thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa để làm rõ nghi vấn ông này giữ tiền của các cầu thủ. Theo ông Đạt, hiện nay trung tâm đang phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của thanh tra. Được biết, đội U19 Khánh Hòa có tất cả 22 cầu thủ, trong đó có 11 cầu thủ được hưởng chế độ tuyển với mức gần 10 triệu đồng một cầu thủ một tháng và 11 cầu thủ hưởng chế độ trẻ với mức tiền gần 7 triệu đồng một cầu thủ một tháng. Việc chuyển tiền cho các cầu thủ hàng tháng được trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa thực hiện qua thẻ ATM. Tuy nhiên, huấn luyện viên U19 Khánh Hòa lại giữ tất cả thẻ ATM của các cầu thủ và tự ý chi tiêu. Ngày 11 tháng 7, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh và làm việc với hướng dẫn viên dùng hình ảnh tử cấm thành của Trung Quốc để chú thích là Đại Nội Huế trên pano quảng cáo giới thiệu tour du lịch các điểm tham quan nổi tiếng ở Huế. Sở Du lịch cho rằng những ngày qua, vụ việc giới thiệu một chương trình tour du lịch Huế một ngày có điểm đến tham quan Đại Nội Huế nhưng lại sử dụng một hình ảnh của tử cấm thành Bắc Kinh Trung Quốc để minh họa đã gây nên dư luận không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi tiếp nhận, thanh tra Sở Du lịch đã phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Qua làm việc, bà HN, cộng tác viên của công ty HTT, người thực hiện nội dung và hình ảnh quảng cáo du lịch trên, nhận thức được việc bản thân đã thiếu sót đăng tải nhầm hình ảnh trong nội dung quảng cáo nêu trên gây ảnh hưởng dư luận không hay người này đã thu hồi gỡ bỏ thông tin quảng cáo này trên các trang mạng liên quan đến vi phạm của bà hn lãnh đạo thanh tra sở thông tin và truyền thông cho biết hiện nay đơn vị này đang đề xuất hướng xử lý cũng liên quan đến vụ việc trên ông lê công sơn phó giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết với vai trò là đơn vị quản lý di sản ngay sau khi nhận được phản ánh trung tâm đã nhanh chóng xác minh xác định sự việc liên hệ với người đăng tải để yêu cầu gỡ bài và đính chính theo ông nguyễn văn phúc Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ việc vừa rồi là bài học đối với cá nhân 3 N là người đăng tải cũng như đối với những đơn vị hoạt động lữ hành trong việc quảng bá tour du lịch. Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân dẫn đến những thông tin sai sự thật về du lịch đăng trên mạng xã hội là do người đăng chủ quan và thiếu hiểu biết để tránh lặp lại những trường hợp này. Ngoài sự kiểm duyệt chặt chẽ từng cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch, thì việc học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, hết sức quan trọng. Ông Thắng cũng đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cần thường xuyên phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật trước khi đăng tải bài viết quảng cáo du lịch lên mạng, đồng thời cần liên tục thanh tra, kiểm tra để quản lý chặt chẽ hơn. Khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, để điều tra về tội giết người. Người dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, nơi nghi phạm cư trú, không khỏi bàng hoàng với thủ đoạn tàn độc của người phụ nữ này. Bà Trâm, người bán quán nước gần nhà Bích cho hay, những người trong gia đình Bích là dân địa phương nên ai cũng biết. Nói về việc những người thân trong gia đình Bích lần lượt tử vong trong thời gian ngắn, bà Trâm cho hay, ban đầu là chồng Bích, rồi tới ông Hát là cha ruột và hai đứa cháu của Bích lần lượt qua đời trong thời gian ngắn. Bà và nhiều người dân ở đây cũng chỉ nghĩ là họ đau bệnh do ông Hát vốn đã bị đột quỵ. Một cháu bé tử vong là con của người em gái của Bích thì ở nhà khác. Đến khi biết chuyện Bích giết người, hàng xóm ai cũng bàng hoàng. Ông Hát, một người dân ở gần nhà nghi phạm cho biết, lâu nay có ngay Bích bài bạc, chơi số đề. Khi mở quán cơm, những nghi phạm không trực tiếp buôn bán mà thuê người làm rồi cuối cùng phải dẹp quán. Chồng của Bích cũng là người dân địa phương, khi ông này chết, ai cũng tưởng là do đau bệnh. Không ngờ nay lại có tin rằng bị vợ mình đầu độc. Ông Trần Hoàng Sự, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thanh cho biết, dư luận tại địa phương quan tâm và cũng lan truyền nhiều thông tin. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bích cũng là người làm ăn bình thường, chưa có tiền án tiền sự. Bà Trâm, hàng xóm của Bích nói thêm. Hàng ngày tiếp xúc qua lại với Bích, tôi thấy cô này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Cô này trong quá trình sinh sống cũng không gây hấn, làm mất lòng ai. Không ai nghĩ cô ta đầu độc người thân như vậy. Ông Hát cũng cho biết, thời điểm Bích thừa nhận đầu độc NHBT con đầu của anh ruột Bích. Mọi người không ngờ bà ta nhẫn tâm, muốn giết cả cháu ruột. Đến khi Bích thừa nhận từng hạ độc khiến chồng và hai cháu ruột chết, mọi người nghĩ đến hai cái chết bí ẩn còn lại của người thân Bích. Người dân địa phương mong công an sẽ tiếp tục điều tra và làm sáng tỏ thêm hai trường hợp tử vong bất thường còn lại là cha của Bích và bé NHM, 14 tuổi, con trai Bích. Theo người hàng xóm, từ khi chồng, cha và con của Bích qua đời, bà ta thường xuyên đến nghĩa trang giáo sứ Bắc Minh thắp nhang cho người thân. Có hôm, Bích đi ban ngày, có khi giữa khuya, thậm chí ngủ lại qua đêm ở Nghĩa Trang. Theo điều tra, nơi cất dấu bình nhựa chứa xia của Bích là Nghĩa Trang Giáo sứ Bắc Minh thuộc ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, cách nhà nghi phạm khoảng 2km. Vị trí dấu chất độc nằm ở khu đất sát tường bên trong Nghĩa Trang, cách mộ con trai của Bích khoảng 10 mét. Khu vực này cũng là nơi yên nghỉ của năm người thân nhà ông Hát.